ai làm gì làm, mình cứ lo làm tốt việc của mình. Trong đầu của mình đừng bao giờ có tư tưởng hại ai hết ha. Ai có ý gì đó với mình thì đó là chuyện của họ, mình không kiểm soát được. Nhưng riêng mình là trong đầu phải rỗng tuếch, đừng có ý hại ai. Tại vì ngay khi mình hại người ta thì chính mình đã là người mệt mỏi rồi. Nghĩ cái cách để hại người khác đã là mệt rồi. Mình cầm một cái đóa hoa mình tặng người thì mình là người đầu tiên được thưởng thức cái thơm đó. Mình cầm bóc một nắm sình mình ném người thì mình chính là người đầu tiên giơ tay, chứ không phải họ. Mình ném chưa chắc trúng à nha. Nghe chưa? Nhưng mà chắc chắn mình bóc lên là tay mình dơ. Con yêu, con là một hiện tại. Nghe này, đời này nếu có thể thì hãy hái hoa tặng cho người. Còn không có hoa để hái, không có tiền để mua hoa.